Thanh Hùng For Soul, đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Từng nhận được cả chục tỷ lót tay ở tuổi 21, được bầu làm đội phó U23 Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia, rồi trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất ghi bàn vào lưới Arsenal. Nhưng sau cùng, Mạnh Dũng đã đánh mất sự nghiệp của mình một cách cay đắng. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Trần Mạnh Dũng để khiến cuộc đời của anh rẽ sang một trang khác đầy tầm tối và tủi nhục như vậy? Sau đây, hãy cùng cảm sâu, lắng động và hòa niệm về cuộc đời sự nghiệp đầy thăng trầm của Trần Mạnh Dũng. Mạnh Dũng là con thứ hai trong gia đình có hai anh em. Từ khi còn nhỏ, cậu nhóc sinh năm 90 đam mê bóng đá, sớm được tuyển vào lớp năng khiếu của câu lạc bộ Nam Định. Tập bóng đá, suốt ngày lăn lộn trên sân, nhưng Mạnh Dũng vẫn chăm chỉ học văn hóa. Thời cấp 3, ở trường Trần Hưng Đạo, cậu luôn là học sinh khá. Nhà Mạnh Dũng làm nem, giò, bán tại thành phố Nam Định đã hơn 20 năm, kinh tế khá ổn định. Cầu thủ sinh năm 90 rất ngoan, luôn biết phụ giúp gia đình. Sau đó, Mạnh Dũng sớm nổi lên bởi lối chơi kỹ thuật, tốc độ. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m67, nhưng kỹ năng đi bóng cùng tốc độ, khả năng chuyền bóng mà cả hai chân đã sớm giúp tiền vệ này có một sự nghiệp chói sáng. Năm 2007, ở tuổi 17, Mạnh Dũng đã được gọi vào đội U20 Việt Nam. Năm 2009, Mạnh Dũng lần đầu được gọi vào U23 Việt Nam. Một câu chuyện khác không thể không nhắc đến để chứng minh tài năng của Mạnh Dũng, đó là việc vào năm 2011, dù mới chỉ 21 tuổi, nhưng anh đã được bầu trường cả 12 tỷ tiền lót tay để về đầu quân cho Ninh Bình. Đó là số tiền cao kỷ lục với một cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam. Tại Ninh Bình, về khả năng của mình, Dũng con đã từng bước khẳng định tài năng khi được bầu làm đội trưởng với mức lương xấp xỉ 50 triệu một tháng. Thi đấu ấn tượng tại câu lạc bộ, Mạnh Dũng tiếp tục được huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gọi lên tuyển U23 tham dự SEA Games 27. Lần này, cầu thủ người Nam Định còn được làm đội phó. Nhưng nhiều người đánh giá, dù Dũng con có tầm ảnh hưởng trong đội hơn đội trưởng Văn Quyết, Trương Mạnh Dũng thi đấu trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2015 trong trận gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và trận thứ hai trong trận gặp Hồng Kông. Cũng trong năm 2013, người hâm mộ Việt Nam hân hoan chào đón Arsenal đến đá giao hữu tại Mỹ Đình. Vẫn biết khoảng cách giữa hai nền bóng đá là rất lớn và thầy trò Hoàng Văn Phúc phải nhận đến 7 bàn thua. Tuy nhiên, các cổ động viên vẫn có giây phút vỡ òa sung sướng khi những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam đã khiến mạng lưới Arsenal tung lên. Đó chính là khoảnh khắc mà Mạnh Dũng ghi bàn thắng để đời vào lưới Arsenal ngay tại Mỹ Đình sau khi vào sân từ ghế dự bị. Rõ ràng, cho đến trước khi dính chào và tiêu tan sự nghiệp cầu thủ vào năm 2014, ai cũng nghĩ một tương lai tươi sáng đang chờ Dũng còn phía trước. Vào những ngày đầu tháng 4 năm 2014, dư luận cả nước và khu vực xôn xao trước thông tin chính cầu thủ của Ninh Bình bị phanh phui dàn xếp tỷ số trong trận gặp câu lạc bộ Kelantan của Malaysia vào ngày 18 tháng 3 năm 2014 thuộc vòng bảng AFC Cup. Trước đó, ngày 15 tháng 3 tại khách sạn The Visa Ninh Bình, Trần Mạnh Dũng đã gặp gỡ thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng, hậu vệ Lê Quang Hùng, hậu vệ Lê Văn Duyệt để bàn việc cùng cao độ bóng đá trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan. Mạnh Dũng, Quang Hùng và Văn Duyệt đều đồng ý tham gia. Sau khi Ninh Bình tới Malaysia chuẩn bị thi đấu ngày 17 tháng 3 tại khách sạn ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng đã rủ ba cầu thủ kia họp bàn và thống nhất tham gia cá độ với hình thức cá độ là bắt kèo tài ba hòa. Số tiền cá độ là 2 tỷ, nếu thua thì chia đều số tiền trên để trả, nếu thắng thì chia đều số tiền thắng. Sau khi thống nhất, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng dùng điện thoại di động lắp SIM của Malaysia liên lạc với đối tượng Đào Đức Lợi, sinh năm 1978, trú tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng để đặt độ. Đào Đức Lợi đồng ý nhận cá độ. Khi ra sân, Trương Mạnh Dũng gọi điện cho Lợi để đặt độ, nhưng Lợi chỉ nhận độ với số tiền 1,02 tỷ. Trong trận đấu này, Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2. Các đối tượng trên thắng cá độ được số tiền 800 triệu. Sau trận đấu, Trương Mạnh Dũng thông báo về số tiền thắng cá độ cho những người tham gia. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Trần Mạnh Dũng và thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng được xác định là chủ mưu. Sau đó 4 tháng, Trần Mạnh Dũng bị tuyên án 30 tháng tù giam. Đồng thời, VFF cũng ra quyết định cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn đối với nhóm cầu thủ Ninh Bình. Tuy nhiên, ở quê nhà Nam Định, gia đình Mạnh Dũng vẫn không hề hay biết. Và tới ngày 12 tháng 4, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, mẹ của Mạnh Dũng, mới hay tin sét đánh. Sáng đó tôi đang ngồi làm giò chả để bán như bao ngày khác, thì nhận được điện thoại của đứa cháu trên Hà Nội. Nó bảo đọc trên Internet có tin Mạnh Dũng nhà tôi cùng các đồng đội cá độ đang bị cảnh sát điều tra. Tôi không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại là có đúng con tôi không. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tỉnh táo hơn một chút,
Tôi giấu chồng, bắt xe khách từ Nam Định sang Ninh Bình để gặp Bầu Trường, để xin lỗi ông ấy. Tôi tính chờ đến khi nào gặp được Bầu Trường mới thôi. Nhưng nhân viên khách sạn The Visa nói ông ấy đi nước ngoài. Tôi đành đêm hôm lặn lội về Nam Định. Bảo Anh chia sẻ: trước đây, tối nào Mạnh Dũng sau khi tập luyện xong cũng lái xe từ Ninh Bình về nhà ở Nam Định. Tuy nhiên, sau khi vụ việc cá độ bị phanh phui, cầu thủ sinh năm 90 không dám về nhà. Mẹ gọi điện, Mạnh Dũng chỉ ngang ngào, nói xấu hổ vì không dám gặp bố mẹ. Đúng là con dại cái mang. Sau tất cả, người chịu đau khổ nhất, dằn vặt nhất vẫn là bố mẹ. Còn về phía Bầu Trường, ông rất bực bội vì không ngờ những cầu thủ mà mình chi rất nhiều tiền để mang về đã phản bội ông bằng cách gian xếp tỷ số và cá độ. Chính vì nhờ đó đã khiến Bầu Trường chán nản, rồi giải tán đội bóng vào đầu năm 2015 và ban giao đội U13, U15 và U19 cho địa phương quản lý. Vụ việc Trần Mạnh Dũng cầm đầu trong vụ bán đồ năm đó khiến rất nhiều người bị sốc, vì tiền vệ này vốn là một cầu thủ hiền lành, luôn thi đấu hết mình vì câu lạc bộ. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ thậm chí từng không ít lần dùng từ mẫu mực để nói vào cậu học trò Đồng Hương: Dũng con là cầu thủ rất ít nói, hòa nhã với đồng đội, nhưng anh lại là người nhận bản án nặng nhất với 30 tháng tù giam và bị cấm bóng đá vĩnh viễn. Trong cuộc trò chuyện vào năm 2020, khi được phóng viên hỏi có cảm thấy tiếc nuối vì sai lầm ngày xưa không, Trần Mạnh Dũng đáp: cái gì cũng có cái giá của nó. Sau cú vấp ngã ấy, tôi thấy được giá trị cuộc sống. Dù sao thời điểm này tôi cũng cảm thấy ổn. Sau khi mãn hạn tù và trở lại cuộc sống đời thường, Mạnh Dũng thời gian đầu phụ giúp bố mẹ làm nghề truyền thống gói nem giò. Thậm chí anh còn đi buôn gỗ cùng người quen, kinh doanh thiết bị vệ sinh, rồi làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Dù làm thuê, nhưng Mạnh Dũng cũng thấy vui vẻ và quan trọng là lo được cuộc sống đủ đầy cho vợ con. Về khát khao chơi bóng, Mạnh Dũng trầm ngâm chia sẻ: hầu như ngày nào tôi cũng xách giày ra sân đá cùng với anh em bạn bè. Đá phong trào hay đá sân bãi thì tôi vẫn chơi tốt. Kể cả được đá V-League thời điểm này, tôi chỉ cần tập 6 tháng là thi đấu được. Nhưng tiếc là bị treo giò vĩnh viễn mất rồi. Trần Mạnh Dũng, từ một cầu thủ tài năng, sở hữu tương lai tươi sáng, giờ chỉ còn biết gặm nhấm quá khứ vàng son. Cuộc đời thật không biết trước điều gì, chỉ vì nhất thời tham lam mà không lường trước được hậu quả. Đây là bài học dành cho những cầu thủ không chuyên tâm thi đấu, hoàn thiện mình để phát triển sự nghiệp, mà chỉ nghĩ về cách kiếm tiền nhanh nhất bằng con đường bất minh. Giờ đây, khi tất cả đã lùi về quá khứ, câu chuyện về Mạnh Dũng và nhóm cầu thủ Ninh Bình vẫn có thể xem là vết nhơ khó thể nào gột rửa sạch sẽ trong lịch sử bóng đá Việt Nam.